Duy Anh Web thiết kế website chọn gói chỉ từ 2,8 triệu tặng tên miền hosting hotline tư vấn làm web 18006223 website duyanhweb.com.vn. Bé bị viêm phế quản thở khò khè có nguy hiểm không? Biểu hiện đầu tiên và dễ nhận biết nhất khi bé bị viêm phế quản là ho. Sau đó sẽ là thở khò khè do đường thở bị chít hẹp. Nhiều cha mẹ lo lắng, bé bị viêm phế quản thở khò khè có nguy hiểm không và xử lý thế nào là đúng cách và an toàn với trẻ. Những biểu hiện điển hình khi trẻ bị viêm phế quản. Viêm phế quản là bệnh lý thường gặp ở trẻ nhỏ, nhất là trẻ từ 3 tháng đến 3 tuổi. Vị trí viêm nhiễm là lớp niêm mạc phế quản, gây sưng viêm ống dẫn khí, ảnh hưởng đến việc lưu thông khí. Hơn nữa, viêm phế quản còn kích thích tiết dịch đờm, chất nhầy gây bít tắc lòng phế quản, ảnh hưởng đến chức năng hô hấp của trẻ, dẫn đến trẻ khi thở sẽ bị khò khè. Ngoài bé bị viêm phế quản thở khò khè, trẻ bị viêm phế quản còn có những dấu hiệu nhận biết sau. Sốt. Sốt là biểu hiện của cơ thể chống lại tác nhân gây viêm. Trong viêm phế quản, sốt có thể từ sốt vừa đến sốt cao. Mệt mỏi. Sốt cao, ho nhiều khiến trẻ mệt mỏi, bỏ bú, chán ăn, cơ thể yếu, đây cũng là dấu hiệu cùng với khó thở. Thở khò khè khiến nhiều cha mẹ lo lắng. Ho, ban đầu trẻ có thể ho khan, sau đó là ho có đờm, đờm có thể có màu trắng trong hoặc đờm màu xanh ngả vàng, đây là dấu hiệu phân biệt mà cha mẹ cần quan tâm. Thở nhanh, không những thở khò khè, viêm phế quản làm giảm diện tích đường thở khiến trẻ phải thở nhanh hơn để đáp ứng nhu cầu không khí của phổi. Rút lõm lồng ngực, triệu chứng này nhằm đánh giá tình trạng khó thở của trẻ, đây là biến chứng suy hô hấp của viêm phế quản. Biến chứng này rất nguy hiểm, cha mẹ cần đưa trẻ tới cơ sở y tế để được khám và điều trị kịp thời. Biến chứng có thể gặp khi trẻ bị viêm phế quản cấp thở khò khè. Hầu hết các trường hợp trẻ bị viêm phế quản thở khò khè có thể điều trị khỏi hoàn toàn nếu phát hiện sớm và điều trị đúng cách. Nếu không được điều trị kịp thời, có thể dẫn đến các biến chứng nguy hiểm như suy hô hấp, khó thở, thở khò khè kéo dài. Đặc biệt khi tình trạng đờm tích tụ ngày càng nhiều khiến việc thở càng khó khăn, không đáp ứng đủ lượng oxy cần thiết. Lúc này, trẻ sẽ bị rút lõm lồng ngực, thở nhanh, cánh mũi phập phồng và những triệu chứng do thiếu oxy, viêm phổi. Viêm phế quản tiến triển có thể gây lan rộng nhiễm trùng, trong đó nguy hiểm là viêm phổi, lúc này, phổi sẽ dần bị xơ hóa. Tái cấu trúc khiến viêm nhiễm có thể tái phát nhiều lần, nhiễm khuẩn huyết, vi khuẩn xâm nhập vào máu dễ dàng tấn công vào nhiều cơ quan nội tạng, dẫn đến những biến chứng nguy hiểm. Nếu trẻ xuất hiện những triệu chứng nhiễm khuẩn huyết sau, cha mẹ cần sớm đưa trẻ đi cấp cứu. Duy Anh Web liên tục khai giảng khóa học bán hàng online đa kênh 4.0 cầm tay chỉ việc một kèm một hotline tư vấn khóa học 18006223 website duyanhweb.edu.vn. Thở nhanh, tim đập nhanh, sốt cao không đáp ứng với thuốc, nôn ói, tiêu chảy, rối loạn tâm thần, đau dạ dày, rùng mình. Chăm sóc và điều trị bé bị viêm phế quản thở khò khè. Điều trị, bệnh do virus gây ra thường được điều trị triệu chứng như dùng thuốc hạ sốt, thuốc giảm đau, thuốc loãng đờm và mở rộng đường thở giúp trẻ dễ chịu hơn, ngăn ngừa biến chứng bệnh. Đa phần các trường hợp viêm phế quản do virus sẽ tự khỏi. Việc tăng cường hệ miễn dịch cho trẻ giữ vai trò quan trọng trong điều trị. Ngược lại, bệnh do vi khuẩn gây ra cần điều trị bằng kháng sinh với liều lượng và số lần sử dụng phù hợp với tình trạng bệnh cũng như cân nặng, độ tuổi, sức khỏe của trẻ. Vi khuẩn gây bệnh thường gây biến chứng nặng hơn so với virus nên cần theo dõi sát sao. Có thể cho trẻ nhập viện nếu nhiễm khuẩn nặng, chăm sóc cùng với tuân thủ điều trị theo chỉ dẫn của bác sĩ. Việc chăm sóc và dinh dưỡng cho trẻ bị viêm phế quản cũng rất quan trọng. Nó giúp trẻ nhanh chóng hồi phục hơn. Đặc điểm cơ thể trẻ lúc này là sức khỏe suy kiệt, dễ mất nước do sốt cao, sức đề kháng kém, cần bổ sung dưỡng chất thích hợp. Thực phẩm trẻ nên bổ sung, cho trẻ ăn bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng, tăng cường tôm cá, chất béo lành mạnh, chất béo thực vật, cá hồi, rau xanh và trái cây để bổ sung vitamin, tăng cường sức đề kháng. Ngoài ra, trẻ nên uống nhiều nước lọc để giảm sốt, hạn chế tình trạng mất nước, đặc biệt với trẻ bị sốt cao, tiêu chảy kèm theo nên bổ sung Orezon để bù điện giải. Thực phẩm trẻ nên tránh, những nhóm thực phẩm sau cha mẹ nên hạn chế cho trẻ ăn trong thời gian mắc bệnh. Nước ngọt có ga sẽ khiến tình trạng tiêu chảy thêm trầm trọng, trẻ dễ bị rối loạn tiêu hóa, bánh kẹo, thực phẩm nhiều đường, thức ăn chứa nhiều chất xơ, khó tiêu hóa, ít dinh dưỡng, không những không đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng cho trẻ mà còn khiến hệ tiêu hóa phải làm việc nhiều hơn. Chế biến và thiết kế bữa ăn cho trẻ. Trẻ mắc bệnh thường chán ăn, cơ thể mệt mỏi, kém hấp thu, vì thế cần chế biến món ăn cùng thiết kế các bữa ăn phù hợp. Chia thành nhiều bữa ăn trong ngày với số lượng thức ăn giảm đi để trẻ dễ hấp thu hơn. Chế biến món ăn ở dạng cháo, nước, bột nhừ, loãng dễ tiêu hóa và hấp thụ. Trẻ bị viêm phế quản thở khò khè có thể điều trị hoàn toàn không để lại biến chứng nguy hiểm nếu cha mẹ được trang bị đầy đủ kiến thức, biết phát hiện sớm và xử trí tốt. Cần theo dõi sát sao dấu hiệu bệnh, đặc biệt là khả năng thở của trẻ để đưa trẻ đến bệnh viện nếu dấu hiệu nặng hơn, không đáp ứng với điều trị.
Duy Anh Web thiết kế website chọn gói chỉ từ 2,8 triệu tặng tên miền hosting hotline tư vấn làm web 18006223 website duyanhweb.com.vn.